thân mà tôi muốn cùng chia sẻ với chúng ta tại đây. Đây là một đoạn thánh rất là quen thuộc. Dạ, tới đường Mác đoạn số 2. Từ câu 1 câu số 5. Mình đọc bản bản truyền thống. Mã số đọc bản truyền thống. Tôi xin phép được đọc tại đây. Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Giêsu trở vào thành Capernaum và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó rất đông, đến nỗi trước cửa không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bây giờ có mấy kẻ đem đến cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. Nhưng vì đông người không lại gần Ngài được, nên dỡ mấy nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng người bại nằm xuống. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bà rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Câu số 12. Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ, đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời mà rằng: Chúng tôi chưa hề thấy việc thế này. Ở đây phong đọc Kinh Thánh này cho chúng ta thấy có một người bị đau bại. Và cuối phong đoạn Kinh Thánh này, câu số 12 á, thì người bại đứng dậy vác giường trở về nhà. Khi đến á, thì người bại nằm trên giường, có người khiêng đến. Nhưng mà khi đến gặp Chúa rồi thì người bại này được chữa lành và đứng dậy vác giường trở về nhà. Chúng ta xem có những yếu tố cần thiết để dẫn đến sự chữa lành cho người đau bại này. Và chúng ta học, chúng ta rút ra được những cái bài học thuộc linh ở tại đây. Đức Chúa Giêsu trở vào thành Capernaum và dân chúng nghe nói Ngài ở trong nhà, họ tụ họp lại tại đó rất đông, đến nỗi không còn một chỗ nào trống. Lý do mà dân chúng họ tụ họp lại trong ngôi nhà này rất đông vì sao ạ? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng vì Chúa Giêsu ở trong ngôi nhà đó. Vì có Chúa Giêsu xuất hiện trong ngôi nhà, cho nên dân chúng họ tụ họp lại rất đông, và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng không còn một chỗ nào trống hết. Và chúng ta biết Chúa Giêsu đi đến đâu thì dấu kỳ phép lạ xảy ra đến đó. Nan đề được giải quyết, bệnh tật được chữa lành, kẻ biết được nghe, kẻ câm được nói, kẻ què được bước đi. Cho nên khi nghe Chúa Giêsu xuất hiện trong ngôi nhà thì dân chúng tụ họp lại rất là đông, không còn chỗ nào trống cả. Và đây là cái yếu tố đầu tiên để dẫn đến sự chữa lành cho người đau bại này. Nếu Chúa Giêsu không xuất hiện trong ngôi nhà đó thì họ không đưa người bại đến, và người bại không đến thì không gặp Chúa, không gặp Chúa thì không được chữa lành. Cho nên yếu tố đầu tiên để dẫn đến sự chữa lành cho người đau bại đó là Chúa Giêsu xuất hiện trong ngôi nhà. Và ở tại nơi đây chúng ta rút ra được một cái bài học. Quý vị, Chúa Giêsu xuất hiện ở đâu thì nơi đó dấu kỳ phép lạ xảy ra. Chúa Giêsu xuất hiện ở đâu? Ở trong Kinh Thánh thì dân chúng tụ họp lại rất đông, không còn chỗ trống. Chúng tôi ở Việt Nam, chúng tôi hay nói là các tín hữu họ có cái ơn, và chúng tôi nói vui đó là cái ơn phân biệt các thầy. Ơn phân biệt các thầy. Có những cái buổi kiêng ăn cầu nguyện á, không biết một sư đông còn nhớ khi còn ở Việt Nam, chúng tôi có những buổi kiêng cầu nguyện thứ sáu hoặc thứ bảy đó, thì tín hữu họ hỏi với nhau: hôm nay ông thầy nào giảng, hôm nay mục sư nào giảng. Khi mà ông mục sư nào nổi tiếng giảng á, nghe được đồn có ơn ơn chút á, thì họ đi rất là đông. Còn nếu là một người nào đó bình thường giảng thôi á thì họ không đi. Họ chờ đến một ngày, ví dụ có 10 ngày kiêng ăn cầu nguyện đi, họ xem tới 10 ngày kiêng ăn cầu nguyện cái ông nào giảng. Ngày thứ nhất ông nào, ngày thứ hai ông nào, là họ chọn ngày cái ông mà họ nghĩ là nổi tiếng đó, có ơn đó, họ đi. Chúng tôi nói là có ơn phân biệt các thầy. Quý vị,
vẫn nghèo nàn, nó vẫn khô hạn mà thôi. Và ngược lại, nếu không có sự hiện diện của ai cả mà có sự hiện diện của Chúa, buổi nhóm đó sẽ là buổi nhóm phước hạnh. Buổi nhóm đó sẽ là buổi nhóm có nhiều dấu kỳ phép lạ xảy ra. Cho nên cái sự hiện diện của Chúa mới là quan trọng. Không phải sự hiện diện của mục sư quan trọng. Nói như vậy không phải là mục sư hiện diện không quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết đó là cái buổi nhóm có sự hiện diện của Chúa. Và chúng ta trở lại phong đoạn Kinh Thánh này, người bại được chữa lành, dân chúng tụ họp lại rất đông, bởi vì cái ngôi nhà đó, ngày hôm đó có Chúa Giêsu xuất hiện. Và dân chúng tụ họp lại rất đông, không còn một chỗ nào rộng cả. Quý vị, nơi đây có sự hiện diện của Chúa. Tôi tin rằng nơi đây không còn một chỗ nào rộng cả. Amen. Bởi vì chúng ta đến đây có sự hiện diện của Chúa, và sự hiện diện của Chúa ở đâu thì bình an ở đó, nan đề được giải quyết ở đó, bệnh tật được chữa lành ở đó. Không phải sự hiện diện của tôi, một sư Ngọc, một sư Đông, không phải, mà là sự hiện diện của Chúa. Chúa sẽ kéo nhiều người đến đây, không còn một chỗ nào rộng cả. Và chúng ta trở lại Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa Giêsu xuất hiện, dân chúng hiện diện là dân chúng kéo đến rất đông, không còn chỗ nào. Tôi kinh nghiệm có những buổi nhóm đầy dậy sự hiện diện của Chúa, và nhiều người được chữa lành, nhiều người được thăng viếng, nhiều người được giải cứu, không phải bởi mục sư mà bởi sự hiện diện của Chúa. Và sự hiện diện của Chúa quan trọng và vô cùng quan trọng. Chúng ta nhớ vị vua đầu tiên của dân Israel, Sa-lơ. Khi Sa-lơ không còn sự hiện diện của Chúa nữa thì điều gì xảy ra? Ác thần là nhân bản. Lúc bây giờ Sa-lơ còn làm vua mà. Dạ, vẫn còn làm. Nhưng mà không còn sự hiện diện của Chúa. Vẫn còn làm vua nha. Nhưng mà không còn sự hiện diện. Thưa quý vị, tôi phải nói thật như thế này, có nhiều người nghèo vẫn còn đi chạy thờ, nhưng mà sự hiện diện của Chúa thì không có. Thậm chí có nhiều người vẫn cầm Kinh Thánh để giảng, nhưng sự hiện diện của Chúa không có. Giống sau lơ vẫn còn làm vua đó, nhưng sự hiện diện của Chúa không còn. Và chúng ta thấy sự hiện diện của Chúa không còn thì điều gì xảy ra? Thân mới nhập vào. David lúc bây giờ có là vua chưa? Chưa. David chưa làm vua đâu. Họ gọi David, David làm gì? Chỉ gãi đàn. Quý vị, tiếng đàn của người có sự hiện diện của Chúa, tiếng đàn của người có sự sức dầu của Chúa đem đến sự giải cứu cho người khác. Amen. Chúng ta thấy sự hiện diện của Chúa. Amen. Amen. Chỉ gãi đàn thôi. Tiếng đàn của người có sự sức dầu á, có sự hiện diện của Chúa đó, đem đến một sự dễ chịu, đem đến một sự giải cứu cho người khác. Amen. Cho nên cái sự hiện diện của Chúa đó là quan trọng. Cái ngôi thánh đường á, cần. Nhưng mà cái sự hiện diện của Chúa mới là quan trọng hơn. Amen. Có nhiều nơi to lắm, đẹp lắm, đầy đủ hết, nhưng mà không có sự hiện diện của Chúa. Có thể chúng ta chưa có được ngôi nhà thờ, ngôi thánh đường nó đẹp đẽ, nó khang trang, không sao cả. Chúng ta ở trong đây, nhưng mà tại nơi đây có sự hiện diện của Chúa, nơi đây có sự chữa lành, nơi đây có sự giải cứu, nơi đây sẽ có nhiều người đấy. Vì nơi đây có sự hiện diện của Chúa, Ngài sẽ kéo nhiều người đến. Và chúng ta trở lại trong đoạn thánh này, Chúa Giêsu hiện diện trong ngôi nhà, dân chúng tụ họp đó rất đông, không còn một chỗ nào rộng. Lúc bây giờ Kinh Thánh nói rằng có bốn người họ thấy được một người bị bại. Họ thấy người bị bại thì họ làm gì? Kinh Thánh, chúng ta trở lại Kinh Thánh, nó bốn người họ thấy người đã bại này họ làm gì? Dạ, thấy cái tình trạng của người đau bại này, rồi bốn người này họ bắt tay vào, họ
đưa người bại đến với Chúa. Thấy là một vấn đề, còn bắt tay vào làm là một vấn đề. Tôi nghĩ nhiều người thấy, phải không? Nhưng chỉ có bốn người này bắt tay vào khi người bại. Quý vị nhớ câu chuyện mà Chúa Giêsu kể khi có một người từ thành Jerusalem đến thành Jericho, nửa đường thì người đó bị cướp, đánh mình mẩy đầy thương tích hết, nằm dở sống dở chết bên đường. Thì có một ông thầy tế lễ đi ngang qua, ông thầy tế lễ thấy không? Kinh Thánh đó, ông thầy tế lễ này không thấy. Ông thấy rồi ông làm gì ạ? À, thấy rồi bỏ đi. Một người Lê-vi xuất hiện, người Lê-vi thấy không? Thấy. Làm gì? À, ông Lê-vi này ông khá hơn, ông ghi chúc là ông tới liền rồi. Kinh Thánh đó, ông Lê-vi tới gần, ông quan sát đó. Nếu quý vị là người bị thương nằm lúc bây giờ thì sao? Tràn đầy hy vọng rồi. Ông kia ông thấy ông bỏ đi, ông thầy mấy ông đang tiến lại gần kìa. Tràn đầy hy vọng rồi. Ông đến ông quan sát đã rồi, ông lại bỏ đi hy vọng để rồi thất vọng. Ông quan sát đã rồi, ông lại bỏ đi nữa. Thầy tế lễ là người tinh thông luật pháp, hiểu biết lời của Đức Chúa Trời á. Người Lê Vi là người lo phục dịch ở trong đền thờ á. Thấy rồi lại bỏ đi. Thấy tiến lại gần rồi lại bỏ đi. Có một người Samari xuất hiện, người này thấy không? Thấy. Người này làm gì? Tiến lại gần. Cái tâm trạng của những người nằm bị thương đó lúc bây giờ như thế nào? Hy vọng không? Hy vọng gì nổi? Hy vọng. Tôi nghĩ là cái anh đó bây giờ nghĩa là đang hồi hộp, đang lo sợ đó. Bởi vì ông thầy tế lễ, ông hiểu biết lời của Kinh Thánh mà không giúp mà. Cái ông Lê Vi, ông lo việc đền thờ không giúp mà. Bây giờ gặp cái ông người Samari này bây giờ là chết rồi. Đây bình thường người Do Thái họ kỳ thị người Samari. Họ ghét người Samari lắm. Họ cho người Samari là người tạp chủng, là người ngoại lai. Đi ngang qua cái làng Samari họ không đi luôn á. Họ đi đường khác á, chẳng hạn đi một đường xa hơn á. Bây giờ ông đang tiếp là gần mình kìa, cái nơi cơ hội để trả thù rồi. Nhưng mà ông Samari này tới băng bó vết thương, đưa đến nhà quán mà nói chăm sóc thiếu, họ quay lại trả tiền. Tôi mong rằng tất cả chúng ta ở tại đây là những người Samari dân lạc. Amen. Chúng ta thấy được cái tình trạng đau bại tâm linh của anh em chúng ta này. Đa bạc tâm linh họ không đến được với Chúa, không đến được với Hội Thánh. Và chúng ta thấy, chúng ta không làm ngơ. Chúng ta thấy giống như người Samari như là, chúng ta thấy giống như bốn người ở tại đây. Và chúng ta thấy cái điều mà bốn người này họ có đó, họ có một tinh thần hiệp đồng một với nhau. Họ có chung một cái nhìn, đó là thấy được cái nhu cầu của người đa bạc này. Họ cùng chung một việc làm, đó là họ đưa người bại này đến với Chúa Giêsu. Quý vị, khi một người bại đến gặp Chúa dễ hơn không? Theo mình nghĩ dễ hay khó? Khó lắm á. À, đến đây có gặp được chưa? Không, gặp đoàn dân đông. Gặp đoàn dân đông là bốn người này làm gì? Nói anh bại mấy chục năm mà thôi, chịu khó bại thêm tháng hai tháng nữa đi. Giờ đoàn dân này nó tản hết rồi, tôi đưa anh vô gặp Chúa. Họ có nói thế không ạ? Không. Họ vừa qua cái đoàn dân đông đó bằng cách họ trèo lên với mẹ. Họ bắt cái thang và người nhà Do Thái xưa họ làm ở đóng bằng. Họ bắt cái thang, họ đưa người bại lên mấy nhà. Dễ hay khó quý vị? Khó vô cùng. Quý vị tưởng tượng cho người bại nằm trên đây mà bắt cái thang trèo lên thế này. Nghĩa là bốn người này họ phải hiệp làm một với nhau. Nỗi người cao người thấp đi thôi là cả vấn đề. Phải không? Người đi nhanh người đi chậm là cả vấn đề rồi. Cho nên vì cớ cái người đã bại này nè, cái người thấp cố gắng nhón lên chút, người cao hạ xuống chút để giữ cho cái giường nó thăng bằng. Người đi nhanh thì đi chậm lại một chút, người đi chậm thì cố gắng đi nhanh một tí. Để làm sao vì cớ người bại này, lý do làm sao để cho người bại này gặp Chúa. Rồi họ dỡ mấy nhà ra, họ đưa người bại xuống. Mạnh ai đi vua thì sao? Họ vừa đi luôn rồi. Thế mà buông xuống phải từ từ, một hai ba phải từ từ. Nó lên một cái tinh thần hiệp là một với của họ.
họ cùng chung với một cái tầm nhìn đó, họ thấy bên trần là thần cái tình trạng của người đó lại, họ có một việc làm họ đưa người lại đó, và họ cần phải hiệp làm một với nhau, họ chịu đựng nhau, họ chấp nhận nhau vì có người đau bại này. Và chúng ta trở lại Kinh Thánh, chúng ta thấy Kinh Thánh Chúa Giêsu nói rằng Chúa Giêsu thấy đức tin của họ, đức tin của họ là đức tin của ai? Đức tin của bốn người này nè, cộng với cái ông bại nữa, ông bại cũng có đức tin để cho bốn ông này kia. Nhất là luôn cái khoản mà khiêng lên mấy nhà nó thô, tôi cảm ơn mấy anh, thấy anh để cho tôi đi mà đưa lên mấy nhà tôi lớn một cái, tôi chỉ là tiêu đời tôi luôn á, không anh này cũng có đức tin nữa. Cái nói Chúa xuống thấy đức tin của họ, Chúa chữa lành cho người đau bại. Quý vị ước mong rằng Chúa xuống thấy được tấm lòng của chúng ta, Chúa xuống thấy được đức tin của chúng ta, Chúa sẽ chữa lành cho những người đau bại ngày hôm nay. Amen. Và còn phải hiệp làm một với nhau, còn phải chấp nhận nhau, còn phải chịu đựng nhau. Vì có người bại này còn gặp Chúa, chúng ta còn phải chấp nhận nhau. Giống như tôi nói, người nhanh mới đi nhanh tí, người chậm mới đi chậm lại chút, để làm sao giữ người chậm mới đi chậm lại. Dạ, người chậm đi nhanh chút, người đi nhanh đi chậm lại chút. À, biết tôi đang tỉnh hay mơ đấy. Người đi nhanh thì đi chậm lên chút, còn người đi chậm thì đi nhanh lên tí, để làm sao giữ cho cái giường này nó thăng bằng. Cho nên cần phải hiệp một với nhau, và chúng quý vị chúng ta cái tinh thần hiệp một nó quan trọng. Để Chúa Giêsu thấy được tấm lòng họ thì chữa lành cho người đó. Tôi ước mong rằng chúng ta có một tâm tình giống như bốn người này, chúng ta hiệp làm một với nhau, chúng ta chấp nhận nhau. Amen. Để đưa người bại, đưa người chưa được cứu đến gặp Chúa cho kỳ được. Có ai giống ai không ạ? Không ai giống ai hết. Thế nó bàn tay có ngón ngắn ngón dài không là bình thường thôi. Quý vị có thấy bàn tay nào năm ngón bằng nhau? Bàn tay mà năm ngón bằng nhau nó mới bất thường. Còn ngón ngắn ngón dài là bình thường. Quý vị, Chúa dựng lên mỗi người mỗi tính mỗi tính khác nhau. Chúng ta khác nhau để chúng ta còn nhau, chứ không phải khác nhau để xa nhau. Cho nên chúng ta cần phải hiệp làm một với nhau để đưa người bại ngày hôm nay đến gặp Chúa cho kỳ được. Và giống như tôi đã nói, họ gặp đoàn nhân đông, họ không dừng lại. Gặp ngăn trở, họ không dừng lại. Họ vượt qua ngăn trở. Tôi đi, và bởi Chúa tôi thấy biết bao nhiêu người họ đến với Chúa, họ gặp ngăn trở. Và cảm ơn Chúa, họ vượt qua ngăn trở và phước hạnh Chúa ban cho. Amen. Và sáng tôi biết có một người chị em ở tại Vĩnh Long, khi mà tôi mở một hội thánh ở tại nơi đó, quý vị chị này chỉ tin Chúa, chồng đánh say rượu vô nó đánh nhiều lắm, đánh vì cái tội tin Chúa, đánh vì ghê, nhưng mà chị em này vẫn quyết tâm theo Chúa và không bỏ Chúa. Đi nhớ với hội thánh gần không được, nhớ ông chồng tới nó quậy. Nhưng chịu rồi đạp xe đạp qua một cái bắc, gọi là cái bắc ổ chim, đi đến một chỗ khác đi thôi, dẫn theo hai đứa con nhỏ đi không. Chồng chống đối, chồng đánh như vậy nhưng mà vẫn không bỏ Chúa, vẫn đi nhớ mà thờ Chúa, và vẫn hướng dẫn hai đứa con kính sợ Chúa, yêu mến Chúa. Và đứa lớn bây giờ mới tốt nghiệp đại học xong mà có việc làm rồi, đứa nhỏ bắt đầu vào lớp vào đại học. Và chị nói rằng nhiều lần chị em này viết giấy ly dị nhưng rồi lại thôi, bởi vì lòng kính sợ Chúa. Chồng nó đánh, nó say, nó xỉn, nó đánh như vậy nhưng vẫn không hề bỏ Chúa. Và cảm ơn Chúa, phục sinh năm trước ông chồng đã tin nhận Chúa. Wow, cảm ơn Chúa. Hơn 20 năm quý vị, hơn 20 năm và ông chồng đã tin nhận Chúa. Và từ ngày anh chồng tin nhận Chúa tới bây giờ không bỏ một bộ nhân nào, bỏ luôn, bỏ thuốc, bỏ rượu luôn. Bây giờ nó hiền, nhìn nó bắt hiền, hết sức hiền luôn, lạ luôn. Có Chúa thay đổi, hiền lắm luôn. Bây giờ ở bên quê đó không biết đi xe máy, cho nên bây giờ vợ với con chở tới chủ nhà, vợ con chở đi nhớ lại thờ bụi Chúa, nhìn thấy thương. Và chị em này là trải ra
không dừng lại trước sự ngăn trở bởi sự chống đối tánh của chồng. Bây giờ ông chồng được Chúa chúng ta. Tưởng mà mong mà khi chúng ta đến với Chúa, khi chúng ta làm công việc Chúa, quý vị chắc chắn sẽ gặp ngăn trở. Ngăn trở từ bên ngoài, ngăn trở từ bên trong. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta không dừng lại ngăn trở, chúng ta vượt qua. Vì biết sao ngăn trở là phước hạnh Chúa dành cho chúng ta. Amen. Có một cô cũng ở ngoài miền Bắc, Thanh Hoa. Quý vị, cô lớn tuổi hơn 50 tuổi. Cô tin Chúa, ông chồng cũng giờ cựu chiến binh, đánh bầm mặt mày. Mà cô vẫn trung tín, vẫn đi nhộn lại, vẫn thờ phụ. Tôi kinh an cầu nguyện cô đến, nói một sư cầu nguyện, tôi cũng thấy mặt cô bằng này. Tôi cầu nguyện gì cô? Một sư cầu nguyện để cho ông chồng tôi tin Chúa. Thì tôi là ông, tôi vào trong đó để tôi cũng nên giảng lời Chúa và tôi công bố khai sinh một hội thánh này. Thì tôi thấy ông mặc bộ đồ chở cô đến. Chở đến rồi ông ngồi phía dưới, ngồi dưới ngồi, ông cứ nhìn tôi trong trong, cũng quan sát. Thì tôi giảng và tôi cũng nhìn ông rồi, tôi cũng nhắm vào ông, cũng nhìn rồi. Tôi giảng xong rồi đó, rồi tôi kêu gọi tin Chúa. Thế là ông lên ông tin Chúa, quý vị. Ông lên tin Chúa hỏi ra mới biết là ông là chồng của cái cô đó. Bánh của bà mặt mày hết á. Vừa đó ông đến ra ông kêu gọi ông tin Chúa luôn. Và cảm ơn Chúa, bây giờ tin Chúa. Và cuối tháng này ở nơi đó xây lên một cái nhà nguyện để nhớ lại thờ phượng Chúa. Wow. Nếu dừng lại trước sự bất bớ ngăn trở là rồi, chồng không được, hội thánh không được mở. Cho nên khi gặp ngăn trở là họ sẵn sàng vượt qua. Amen. Bốn người, khi người bạn này đi đường cửa chính không được không? Họ đi ở trên đường đi xuống. Chúng ta thấy mà có nhiều cách cửa để đi, có nhiều cách để đi. Bây giờ con đường này đi không được, bị bắt sát đòn nhanh năm không? Đi đường cửa khác, đi đường khác, ở trên chỗ tập nhà từ trên đi xuống. Quý vị, chúng ta có lòng, Chúa cho chúng ta có đủ phương cách. Amen. Vì Chúa giúp đỡ cho. Và chúng ta, tôi muốn dừng lại chỗ này, chúng ta thấy ở đây. Bốn người khiêng một người bạn đến để gặp Chúa. Họ gặp cái gì? Ngăn trở bởi gì? Bởi đoàn dân đông. Đoàn dân đông họ đang ngồi làm gì vậy? Nghe Chúa giảng đạo. Họ đang ngồi nghe Chúa giảng đạo. Vậy mà không nhường để cho đưa cái người bạn này vào. Chúng ta không thể nào mà không biết có bốn người khi người bạn này muốn vô gặp Chúa được. Rồi lên dỡ cái nhà ta mà trèo lên đâu phải không? Giống như thời Thiên thoát lên cái được không? Và bắt cái thang tự nghiên cứu phải trèo thấy đó. Ê chết, dừng lại đi để tôi dẹp đường cho cô. Kèo ở đó nó rớt nó chết rồi sao? Xuống đừng làm như vậy, để tôi nhường đường cho vào. Không hề ngồi nghe Chúa giảng đạo. Có thể có lời Chúa, nghe lời Chúa, thiếu lòng thương xót. Ai chết mà ai, mặc kệ. Ta có phần ngồi chỗ này nghe Chúa giảng đạo. Quý vị, nếu mình là đoàn dân đông đó, mình sẽ làm gì? Tôi nghĩ là mình sẽ nhường đường cho vào, phải không ạ? Để ưu tiên cho người này chứ. Không hề. Đục trên mấy nhà đó. Ông chủ nhà cũng nói, ê đừng làm nhà vậy, thôi xuống đi để tôi bảo nó dẹp cho nó vô. Cũng không luôn. Chúng ta hiểu mà, cũng không hề nói tới chuyện đó luôn, phải không ạ? Có thể có lời Chúa nhưng mà thiếu lòng thương xót. Ở Kinh Thánh Chúa nói như thế nào? Ta muốn lòng thương xót hơn là của tế lễ. Amen. Tự mong rằng chúng ta có lời Chúa nhưng chúng ta cũng có luôn lòng thương xót. Amen. Amen. Mình đọc mình cứ suy nghĩ ra lạ lùng vậy. Và bốn người khi người bãi vậy mà họ vẫn ngồi nghe giảng đạo, họ không nhường đường để cho người bãi này vào, thiếu lòng thương xót. Cho nên ước mong rằng chúng ta có lời Chúa, chúng ta cũng có lòng thương xót những người đang bị đau bại tâm linh ngày hôm nay, họ còn gặp Chúa quý vị.
vì gặp Chúa họ sẽ được giải cứu, họ sẽ được chữa lành. Amen. Và chúng ta thấy để người bại được chữa lành có sự hiện diện của Chúa, có tinh thần hiệp làm một của bốn người này đó, vượt qua sự ngăn trở. Và chúng ta thấy họ có nữa, đó là họ có cái đời sống hy sinh. Quý vị nhìn thấy bốn người này có hy sinh không? Có. Cái hy sinh thứ nhất của họ là họ hy sinh thời gian, phải không ạ? Vì một mình họ đến rồi gặp Chúa thì nhanh chóng lắm lại lắm, nhưng bởi vì khi cái người này tốn nhiều thời gian, phải đứng là phải có thể là phải họp bàn nhau tìm cái phương cách để đưa người bại này vô gặp Chúa nữa, phải tốn thời gian, phải đưa lên mấy nhà, phải dỡ mấy nhà, phải dòng người này xuống, đó là thời gian, hy sinh thời gian. Tôi đang ngồi nói chuyện với người chị em thì người này bắt đầu nhớ đến cái vợ do tính đâu. Bà con ơi, ngày mai chủ nhật đi nhớ nha, có mục sư nha, ráng hy sinh 2 tiếng đồng hồ đi thờ phượng Chúa. Tôi nói hy sinh cái gì? Ngày chủ nhật đi nhớ lại thờ phượng Chúa mà hy sinh gì? Chủ nhật là ngày của ai? Ngày của Chúa mà hy sinh gì? Và bả lại mình đi nhớ lại thờ Chúa để chi? Để được gì? Để được phước, vậy hy sinh chỗ nào? Amen. Vì amen không à? Amen. Chủ nhật là ngày của Chúa mà hy sinh gì? Cả ngày là của Chúa. Nhưng đôi khi bây giờ mình bởi vì cái cuộc sống Chúa thông cảm, chứ con làm 2 tiếng rồi buổi chiều con đi làm ở bên ngoài, cho nên đây là cả ngày đó là của Chúa, là ngày nghỉ là ngày của Chúa. Tôi nói không có hy sinh gì hết. Chủ nhật là cả ngày của Chúa. Amen. 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 Không có hy sinh gì hết vì ngày của Chúa. Có thể là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chúng ta dành thời giờ, chúng ta đi chứng đạo, chúng ta đi thăm viếng, chúng ta đi giúp đỡ anh em mình. Đó mới là hy sinh thời gian. Còn cả ngày chủ nhật là của Chúa. Amen. 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 Cho nên không có hy sinh gì thời gian ngày chủ nhật. Bốn người này họ sẵn sàng họ hy sinh thời gian. Rồi cái hy sinh thứ hai đó là họ hy sinh cái sức khỏe, cái sức lực của họ nữa. Phải một mình tới chú, tới với Chúa đi nhẹ nhàng mà khi ông này cũng mệt cái bộ, hay mà khi mà khiêng lên mấy nhà nó cũng mệt nữa, họ hy sinh cái sức lực của họ. Cái hy sinh thứ ba đó là họ hy sinh cái tài thân, cái tiền. Quý vị tưởng tượng cái nhà của ta là dở ra sao, chấp nhận đền chứ sao, phải không ạ? Chấp nhận đền rồi. Kinh Thánh không có nói đền hay không đền, nhưng mà những người này, chúng ta suy nghĩ là những người này họ chấp nhận cái gì đó. Bởi cái nhà của người ta đưa không, mà tới người dở cái mấy nhà của người ta này thì phải làm lại, phải mua vật liệu để làm lại. Họ chấp nhận vì người bại này, con muốn gặp Chúa. Họ hy sinh thời gian, hy sinh sức lực, thậm chí họ hy sinh tài chánh. Tôi ước mong rằng chúng ta có được cái tâm tình này để người bại họ gặp Chúa, họ được chữa lành. Để người chưa được cứu họ gặp Chúa, họ được chữa lành. Quý vị, chúng ta cần phải hy sinh thời gian, hy sinh sức lực của chúng ta, và chúng ta hy sinh thậm chí cái tiền của chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta hy sinh cho công việc Chúa, Chúa có để mình bị lỗ không? Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ. Tôi nhớ một câu chuyện mà tôi nghĩ là một chuyện ai cũng nhận biết, ta đọc nhiều lắm. Câu chuyện đứa bé nên dâng năm cái bánh này một cái, đó là khẩu phần ăn của nó, năm một bữa. Nhưng mà khi chú cầm thì đứa bé này nó hy sinh để dâng. Từ năm cái bánh này, hai con cá này, trong tay Chúa, Chúa làm việc là 5.000 người ăn, chưa kể đã vào. Cuối cùng dư 12 lọ. Quý vị thấy đứa bé này lời không? 5.000 người ăn, chưa kể đã vào, con nít đó, theo các nhà nghiên cứu Kinh Thánh nó là khoảng 12.000 người. Thì trong đó là có ai nè? Có bố mẹ đứa bé này, có ông bà chú thím cậu dì dượng gì đó. Chứ đâu phải mình nó đi đâu, phải không ạ? Có cả họ hàng nó đi nghe Chúa giảng đạo à. Nếu nó giữ lại nó ăn một mình nó no, nó dâng cho Chúa rồi cả họ hàng nó ăn luôn, nhiều lời không?
Quá lời, phải không ạ? Quá lời, phải không? Như 12 giỏ. Ví dụ như nếu mình là Chúa rồi mình xử lý 12 giỏ này như thế nào đây? Thằng bé này ít nhất nó cũng là đụng giỏ, phải không ạ? Phần của nó mà, phải không? Có thấy lời không? Nó sẵn sàng hy sinh dầu chỉ là 5 cái bánh, 2 con gà, cái khẩu phần ăn của nó, một mình nó. Nhưng trong tay Chúa, Chúa làm hết là. Chúa làm hết là. Cho nên quý vị hy sinh cho Chúa không bao giờ bị lộ. Và hãy nhớ rằng, cái gì mà còn ít ít, nhớ rằng đó là hạt giống chúng ta cần phải hy sinh, chúng ta cần phải gieo ra. Hạt giống thì ít đúng không ạ? Mình ăn luôn hạt giống thì sao? Mùa sau không có gì hết. Phải là nhiều người ngày hôm nay thấy ôi mình còn ít quá, không được đâu. Mình ăn luôn cho nên không có gì hết, không có để ăn. Cho nên đó là hạt giống phải gieo ra. Phải gieo ra. Phải gieo ra chúng ta sẽ có mùa ăn. Còn nếu không gieo chúng ta sẽ không có mùa ăn. Thời gian, sức lực và thậm chí tiền của. Xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý vị để qua câu chuyện này. Đem đến sự nhắc nhở cho đời sống của chúng ta. Quý vị ở sự hiện diện của Chúa là quan trọng. Đừng bao giờ đánh mất sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình vì bất cứ lý do gì. Amen. Và khi ta có sự hiện diện của Chúa, chúng ta đem có sự tươi mới cho người khác, chúng ta đem có sự phước hạnh cho người khác. Và nơi đây có sự hiện diện của Chúa, Chúa sẽ khiến nhiều người kéo đến không còn chỗ nào khác. Chúng ta mang lấy tinh thần tập bỏ yêu thương với nhau, ủng hộ nhau, giúp đỡ nhau vì có người đau lòng còn gặp Chúa. Còn mình chưa, chúng ta cần có đời sống hy sinh tận hiến thời gian, sức lực và tiền của để có vị Chúa được mở ra, người được cứu thêm và trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và Chúa sẽ ban thưởng cho mọi đời sống của chúng ta. Amen. Chúng ta cứu chúng ta. Amen. Thank you.